Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập chương 4. Trước hết, chúng ta sẽ hệ thống hóa kiến thức về hydrocarbon. Hydrocarbon mà chúng ta đã học là có 3 loại. Loại thứ nhất là hydrocarbon no, loại thứ hai là hydrocarbon không no và loại thứ ba là hydrocarbon thin. Thì hydrocarbon no là chúng ta đã học đó là alkan. Loại không no chúng ta đã học đó là alken và alkin. Và hydrocarbon thơm chúng ta đã học đó là azen. Bây giờ chúng ta cùng làm một câu hỏi thực tế đây. Hãy cho biết hình ảnh sau đây là ứng dụng thuộc loại hydrocarbon nào. Tức là chúng ta sẽ nối các cặp thông tin cho nó đúng. Tức là một bên là ứng dụng và một bên là tên của các loại hydrocarbon. Như vậy thứ nhất là than, dầu, nến và xốp. Nó là ứng dụng của ancon. Thứ hai, thuốc nổ TNT, nó là ứng dụng của azen. Thứ ba, đèn xì, oxygen, acetylen, nó là ứng dụng của ankin. Và để kích thích hoa quả chín, đó là ứng dụng của anken. Chúng ta tiếp tục hệ thống hóa về hydrocarbon. Thứ nhất là về công thức tổng quát. Ancan có công thức tổng quát là CnHn cộng H, N lớn hơn hoặc bằng 1. Anken có công thức tổng quát là CnHn, N lớn hơn bằng H. Ankin có công thức tổng quát là CnHn trừ H, N lớn hơn hoặc bằng H. Và Aren, chúng ta chỉ xét cái dải đồng đẳng của benzen thôi, thì nó là CnHn trừ 6, N lớn hơn hoặc bằng 6. Về đặc điểm cấu tạo thì ancan chỉ có liên kết đơn mạch hở. Ancan là có một liên kết đôi giữa hai nguyên tử carbon và mạch hở. Ankin có một liên kết ba giữa hai nguyên tử carbon và mạch hở. Còn azen là sẽ có vòng benzen. Về đồng phân, ancan là có đồng phân về mạch carbon. Ankin có đồng phân về mạch carbon, đồng phân về vị trí nối đôi giữa hai nguyên tử carbon và đồng phân hình học. Ankin là có đồng phân về mạch carbon, đồng phân về vị trí liên kết ba giữa hai nguyên tử carbon. Còn aren là có đồng phân về mạch carbon của nhánh ankin. Có nghĩa là khi cái nhánh ankin đó mà có từ hai nguyên tử carbon trở lên thì có thể là sẽ có đồng phân về mạch nhánh. Và loại thứ hai đó là đồng phân về vị trí tương đối giữa hai nhánh trên cái vòng benzen. Khi hai nhánh ở vị trí kề nhau thì đó là gọi là đồng phân ortho. Hai nhánh ở vị trí cách nhau một carbon trên vòng benzen đó thì gọi là ở vị trí meta. Và hai nhánh mà đối nhau ở vị trí đối nhau trên vòng benzen thì đó là đồng phân para. Về tính chất vật lý thì ở điều kiện thường, các hợp chất có từ 1 đến 4 carbon đều là chất khí không màu. Từ 5 carbon trở lên thì nó sẽ là chất lỏng hoặc chất rén, đồng thời là không tan trong nước. Về tính chất hóa học, đối với ancan là có những phản ứng, đó là phản ứng thế, phản ứng cracking, phản ứng reforming và phản ứng oxy hóa. Anken thì có phản ứng cạm như cạm hydrogen, cạm bromi, cạm HX, cạm HCO, phản ứng trùng hợp và phản ứng oxy hóa. Ankin là có phản ứng cạm, phản ứng của ankin có liên kết 3 ở đầu mạch và phản ứng oxy hóa. Còn aren là có phản ứng thế, phản ứng cạm, phản ứng oxy hóa. Như vậy là chúng ta đã điểm qua những cái kiến thức cơ bản của hydrocarbon. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là luyện tập thông qua một số cái bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận. Câu hỏi trắc nghiệm đầu tiên. Thứ nhất, phát biểu nào sau đây không đúng? A. Trong phân tử hydrocarbon, số nguyên tử hydrogen luôn là số chẵn. Đáp án B. Trong phân tử alken, liên kết đôi gồm một liên kết sigma và một liên kết pi. C.
Hydrocarbon no là hydrocarbon mà trang phân tử chỉ có liên kết đơn. D. Công thức chung của hydrocarbon no dọn mạch hệ có dọn là CnH2. Như vậy thì phát biểu không đúng ở trang này đó là D. Câu thứ hai, cho công thức cấu tạo sau. Tên thay thế của hợp chất này là A. 2,2-dimethyl propan, B. Hermethyl butan, C. Hermethyl propan, D. Bentan. Như vậy đáp án đúng ở đây sẽ là 2,2-dimethyl propan. Thì chúng ta lấy ở đây là mạch chính là có 3 nguyên tử carbon và hai nhánh ở vị trí số 2. Chúng ta qua câu hỏi số 3. Cho các chất sau: methan, ethen, butadiene và acetylene. Kết luận nào sau đây là đúng? A. Cả bốn chất đều có khả năng làm mất màu nước BRH. B. Có hai chất tạo kết tủa với dung dịch RNO3 trang NH3. C. Có ba chất có khả năng làm mất màu nước BRH. D. Không chất nào làm nhạt màu dung dịch KMNO4. Thì chúng ta biết để giải quyết được cái câu hỏi này là chúng ta cần phải nắm vững về tính chất hóa học của từng loại hydrocarbon, từng chất ở trong này. Như vậy trong này ở đây chúng ta biết methan nó là một ancol hydrocarbon no, cho nên nó không làm mất màu nước brom. Như vậy đáp án A là đáp án C. Bây giờ xét đáp án B. Có hai chất tạo kết tủa với dung dịch RNO3 trang NH3. Để tạo kết tủa với dung dịch này thì chúng ta cần phải có cái gì? Hợp chất là phải có liên kết 3 ở đầu mạch. Nhưng mà chúng ta xét bốn cái chất này thì chỉ có mỗi acetylene là đáp ứng được thôi. Còn butadiene là liên kết 3 ở vị trí số 2 cho nên là không tham gia được phản ứng này. Cho nên đáp án B cũng là đáp án C. Câu C. Có ba chất làm mất màu nước BRH. Thì chúng ta thấy trong bốn chất đã cho thì có ba chất là có liên kết bi. Cho nên là ở đây đáp án C là đáp án đúng. Khi hợp chất có liên kết bi thì sẽ làm mất màu nước brom. Câu D. Vì sao mà câu D C? Thì chúng ta thấy là ở câu D là để làm mất màu dung dịch KMNO4 thì hợp chất đó cũng phải là có liên kết bội. Thì chúng ta thấy là ở trong này là ethen, butadiene và acetylene đều có liên kết bội cả. Như vậy cả ba chất này đều làm mất màu dung dịch KMNO4. Như vậy là đáp án D là đáp án C. Chúng ta cho qua bên qua câu hỏi số 4. Cho công thức cấu tạo sau. Tên của hợp chất này là công thức cấu tạo như cái hình vẽ đó em. Thứ nhất đáp án A là styrene, đáp án B là vinyl benzene, đáp án C là toluen, đáp án D là cả A và B đều đúng. Thì ở đây là chúng ta biết cái này là chúng ta đã học trong vở ra học rồi, đó là styrene và vinyl benzene, cho nên đáp án D là đáp án đúng. Bây giờ là chúng ta qua phần là tự luận. Câu hỏi số 5. Reforming acton thu được các aren có công thức phân tử là C8H10. Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên các aren này. Thì chúng ta biết là các aren là đều có cái vòng benzen. Chúng ta đã học rồi. Như vậy, vòng benzen là đã có 6 carbon, như vậy là còn lại là 2 carbon, 2 nguyên tử carbon. Thì 2 nguyên tử carbon như đã nói ở cái phần đồng phân á, nó có thể là một là tạo ra nhánh có 2 nguyên tử carbon, hai là nó sẽ tạo ra là hai nhánh, mỗi nhánh một nguyên tử carbon. Nhưng mà khi có hai nhánh thì nó lại xảy ra tiếp cái đợt có cái độ đồng phân về vị trí tương đối, đó là vị trí octo, meta và para. Như vậy là tổng cộng ở đây là sẽ có 4 đồng phân. À. Và gọi tên ở đây. Đồng phân thứ nhất, hai nhánh CH3 ở vị trí kề nhau gọi là octo, người ta gọi tên là octosilane, hoặc là một hai dimethyl benzene, hoặc là octodimethyl benzene. Tương tự,
Hợp chất thứ hai là he nhánh CH3 ở vị trí cách nhau, đó là vị trí meta. Như vậy metaxylen hoặc là 1,3-dimethylbenzen hoặc là meta-dimethylbenzen. Thứ ba là he nhánh ở vị trí đối nhau, như vậy đó là vị trí para đó, hay còn gọi là paraxylen hoặc là 1,4-dimethylbenzen hoặc là para-dimethylbenzen. Và cái hợp chất cuối cùng tên đó là ethyl benzen. Câu hỏi số 6, một câu hỏi là rất là thực tế trong cuộc sống của mình. Đây là một bài tự luận. Ga, nhiên liệu phổ biến hiện nay có thành phần chính là propan và butan. Hiện nhiệt lượng giải phóng khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg một loại ga là khoảng 50.400 kJ. Câu thứ nhất, biết để làm nóng 1 kg nước lên 1 độ thì cần cung cấp nhiệt lượng là 4.200 J. Vậy để đun sôi 30 kg nước từ nhiệt độ 20 độ C thì cần bao nhiêu, cung cấp bao nhiêu kilojoule nhiệt? Câu thứ hai, cần đốt cháy hoàn toàn bao nhiêu kg ga để cung cấp đủ nhiệt lượng trên? Biết hiệu suất hấp thụ nhiệt đạt là 80%. Như vậy bài này là nó liên quan đến là kiến thức mà bên môn vật lý mà các em đã học, đó là cái công thức tính nhiệt lượng. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là giải cái bài này. Bây giờ chúng ta giải quyết cái câu A này thì có thể tóm tắt cái đề như sau. C, nhiệt dung riêng là 4.200 J, M là 30 kg nước, Q0 là 50.400 kJ, T1 là 20 độ, T2 là 100 độ. Như vậy thì chúng ta sẽ áp dụng công thức là nhiệt lượng Q bằng MC nhân delta T, có nghĩa là MC nhân với T2 trừ T1 thì ở đây tính toán được là 10.080 kJ. Bây giờ câu B là hãy tính cái lượng ga. Như vậy thì có thể là tóm tắt cái đề như thế này. Ở đây hot là 80%, Q0 là 50.400 kJ, M là 30 kg như lúc nãy. Bởi vì là hiệu suất chỉ là 80% cho nên chúng ta sẽ đầu tiên sẽ đi tính nhiệt lượng toàn phần đun sôi nước là bao nhiêu. Như vậy nó là 12.600 kJ. Và bây giờ là chúng ta tính ra khối lượng ga. Khối lượng ga đó là lấy 12.600 chia cho 50.400, như vậy sẽ được là tương ứng là 0,25 kg ga. Như vậy là bài học của chúng ta đến đây là đã hết. Các em là về nhà là làm hoàn thành các cái bài tập trong sách giáo khoa, bài tập trong cái tài liệu mà cô giao, giúp các em học tập tốt.